Tủ lạnh được xem là một phát minh vĩ đại khi nó giúp đồ ăn được bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng hơn. Điều này cũng mang lại nhiều sự tiện lợi cho cuộc sống của các gia đình. Tuy nhiên, dù rất có ích, nhưng nếu bạn coi tủ lạnh là một chiếc tủ lưu trữ vạn năng thì nó cũng có thể trở thành thủ phạm gây hại cho sức khỏe. Tránh 8 loại thực phẩm này để lâu trong tủ lạnh, dễ sinh độc tố. Việc lưu trữ đồ ăn trong tủ lạnh quá một tuần có thể đẩy nhanh quá trình ôi thiêu của thực phẩm, gây lây nhiễm chéo virus, vi khuẩn, thậm chí còn sinh ra độc tố aflatoxin có hại cho sức khỏe. Aflatoxin là một loại nấm mốc phổ biến trong cuộc sống, từng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách chất gây ung thư loại 1. Một số thực phẩm bị mốc, ôi thiêu rất dễ sinh ra aflatoxin. Nếu vô tình xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ gây hại cho sức khỏe con người, từ đó làm tăng gánh nặng cho các cơ quan khác nhau và tăng nguy cơ mắc ung thư. Sau đây là 8 loại thực phẩm không nên bảo quản lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc tố mà bạn nên biết. 1. Đấy chính là rau lá xanh đã nấu chín. Các loại rau lá xanh có giá trị dinh dưỡng cao, chúng giúp bổ sung chất xơ và vitamin tổng hợp, có thể nâng cao khả năng miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, rau xanh đã qua xử lý ở nhiệt độ cao nếu bảo quản không đúng cách dễ nảy sinh một số vấn đề. Vậy nên tốt nhất là bạn ăn ngay sau khi nấu. Bên cạnh đó, kể cả rau lá xanh còn tươi cũng không thích hợp bảo quản lâu trong tủ lạnh. Những loại rau lá xanh thường mềm, nhiều nước, dễ gãy. Sau khi để trong môi trường nhiệt độ thấp thì phản ứng đầu tiên là nhanh úa, dễ hỏng hơn. Và theo thời gian còn có thể sản sinh một lượng độc tố aflatoxin nếu bạn không kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Hơn nữa, rau lá xanh có khả năng sinh ra các chất có hại dưới tác động của enzyme và vi khuẩn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên bảo quản rau lá xanh trong ngày và để nó ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Bún mì tươi. Mì, bún đều là những loại tinh bột rất phổ biến, nhưng do mì hay bún tươi thường có hạn sử dụng ngắn, mọi người lo ngại chúng bị biến chất khi để trong môi trường nhiệt độ thường nên sẽ bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên, cấu tạo bên trong của tủ lạnh tương đối phức tạp, có thể sinh ra vi khuẩn. Do đó, để mì tươi trong tủ lạnh lâu có thể khiến vi khuẩn có hại liên tục gia tăng. Dưa chua. Nhiều người có sở thích ăn một số loại dưa muối, do thực phẩm này khi ăn kèm có thể giúp đưa cơm hơn và cũng chế biến được nhiều món ăn ngon. Nhưng trong quá trình làm dưa, chúng ta thường cho nhiều muối và điều này khiến hũ dưa của bạn dễ sinh ra nitrite, một chất gây ung thư mạnh. Dưa chua nếu để lâu trong tủ lạnh còn dễ nhiễm aflatoxin, dẫn đến ung thư gan, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nên không nên cất dưa chua trong tủ lạnh lâu ngày và hãy sử dụng tốt nhất là trong vòng 3 ngày sau khi lên men chua. Mật ong. Mật ong là thức uống nhiều người ưa thích, có tác dụng rất tốt cho cơ thể. Nhưng một lưu ý quan trọng là không được để mật ong vào tủ lạnh. Do sau một thời gian được bảo quản ở nhiệt độ thấp, mật ong sẽ kết tinh và sinh ra đường glucose, khiến chất lượng mật ong bị giảm xuống và thậm chí gây độc tố aflatoxin. Mật ong nên được bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ từ 21-27 độ C ở nơi khô ráo, thoáng mát. Gia vị khô. Một số loại gia vị khô như bột tỏi, bột ớt, bột nghệ, bột ngũ vị hương không phù hợp để bảo quản trong tủ lạnh, nhưng nhiều người lại không biết nên vẫn vô tư cất vào. Mỗi lần lấy gia vị để nấu nướng, bạn sẽ cho chúng ra khỏi tủ lạnh. Lúc này sẽ xảy ra quá trình thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến các gia vị khi gặp môi trường bình thường sẽ dễ bị kết tinh hơi nước, lâu dần làm ẩm mốc. Gia vị khô bạn nên để chúng vào lọ sạch và để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khoai tây. Khi bảo quản khoai tây ở nhiệt độ lạnh, khí lạnh có thể phá vỡ tinh bột và biến chúng thành đường. Bạn sẽ không nhận được bất cứ chất dinh dưỡng nào từ khoai tây, ngược lại càng ăn càng béo và có nguy cơ tăng đường huyết. Biện pháp tốt nhất là bạn nên bảo quản khoai tây ở chỗ tối, thoáng mát và khô ráo, cần tránh ánh sáng trực tiếp vì có khả năng sẽ làm khoai tây chuyển sang màu xanh, bị héo và mọc mầm. Hành tây và tỏi. Hai loại củ này sẽ bị mốc và thối nhanh hơn trong tủ lạnh. Tốt nhất là bảo quản hành tây tỏi ở nhiệt độ phòng nhưng tránh ánh nắng trực tiếp. Ngoài ra, hành tây và tỏi có mùi rất hăng, có thể lây lan trong môi trường kín như tủ lạnh, làm cho toàn bộ thực phẩm khác đều bị nhiễm mùi. Bánh mì. Bánh mì tương đối dễ hỏng, một số người đặt nó trong tủ lạnh để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và nó giúp ích theo nghĩa đó. Tuy nhiên, để bánh mì vào ngăn mát của tủ lạnh là một sai lầm. Những lát bánh mì hoặc bánh mì nướng các loại sẽ hút không khí lạnh trong tủ và lâu dần chúng sẽ bị ỉu và thay đổi mùi vị hoặc sẽ bị khô và cứng lại. Bánh mì được lưu trữ tốt nhất trong ngăn kéo phòng. Hoặc nếu bạn cần kéo dài tuổi thọ của nó thì bạn nên cất nó vào ngăn đá tủ lạnh.